Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Nói về tuổi Dậu, đa phần là những người có tính cần cù, kiên trì, không biết mệt mỏi, có chí tiến thủ, làm việc ổn định, dám dũng cảm xông lên phía trước. Họ còn là những người giàu lòng thương yêu và thường hay bố thí, hay nói cách khác nhẹ nhàng hơn, đó chính là hay quan tâm người khác bằng vật chất. Với những đặc điểm của tuổi Dậu nói chung thì tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ có vận thế cuộc đời như thế nào? Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 năm Mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ năm Mạng Kỷ Dậu có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực chấp Mạng Đại Trạch Thổ, đất nhà lớn, khắc Thiên Thượng Thủy, con nhà Huỳnh Đế Quan Lộc, xương con gà, tướng tinh con thỏ, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Khái quát tử vi năm Mạng Kỷ Dậu qua bài thơ sau: Kỷ Dậu, Mạng Thổ, cung Khôn, đại trạch đất lớn ở thì say mê, thìn tuất sửu mùi chẳng chê, tị ngọ 6 tháng đặng bề an thân, thu đông hưu tù phân vân, hai mùa làm đặng công thần cũng lo, số này lúc nhỏ lao đao, hậu vận sung sướng phong lưu thanh nhàn, tánh người ngay thẳng chẳng gian, lại thêm có số tu hành thọ thân, tha phương lập nghiệp mới nên, cửa nhà an ổn, gia môn thuận hòa, số này hưởng lộc tuổi già, cũng như áo gấm càng về càng hoa. Tổng quan, nam Mạng Kỷ Dậu có chút vất vả ở tiền vận, nhưng từ trung vận trở đi thì cuộc sống vô cùng thanh nhàn, tài lộc của người tuổi này rất thịnh vượng, công danh sự nghiệp ở mức bình thường. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 83 tuổi. Những người có số hiền lương, làm việc thiện, tích nhiều phước đức sẽ tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức, cho bản mệnh được thọ trường an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của nam Mạng Kỷ Dậu được chia thành 3 trường hợp. Những người sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua đến 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được với bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Nam Mạng Mậu Thân được hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời đến trọn đời. Gia đạo công danh. Gia đạo của nam Mạng sinh năm 1969 thì luôn được hòa thuận yên vui, công danh đạt tới đỉnh cao ở tiền vận, nhưng sang trung vận và hậu vận thì dần dần mờ nhạt, họ sẽ sống an nhàn đến lúc tuổi già. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 40 tuổi, người này có phúc phần về đường tài lộc nên tài lộc lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo nghĩ, cuộc sống luôn đủ đầy đến cuối đời. Tuổi hợp làm ăn, nam Mạng Kỷ Dậu nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ để cộng tác trong việc thì mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ, may mắn, thuận lợi, thành công, thu về nhiều kết quả và lợi nhuận. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể dùng vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu, được xem là pháp bảo chiêu vận quý nhân cực tốt trong phong thủy.
Sử dụng vòng này, nam gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 với bản tính hòa đồng, hoan hỷ, sẵn có sẽ thu hút thêm được những mối nhân duyên cát lành để hỗ trợ cho mình trong công việc và cuộc sống. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mãn não màu đỏ khắc hình ba linh vật Tỵ, Dậu, Sửu, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, chiêu tiền tài cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Tỵ Dậu Sửu cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ để có thể phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia đình một cách tối đa. Lựa chọn vợ chồng. Vợ chồng sẽ sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Tiền bạc lúc nào cũng dư giả, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn khi nam mạng Kỷ Dậu lựa chọn kết duyên với những người vừa hợp về đường tình duyên, vừa hợp về đường tài lộc, đó là Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần và Đinh Tỵ. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường, tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu chứ không dư dật khi bạn kết hôn với các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn và Nhâm Tuất. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả khi nam mạng Kỷ Dậu thành gia lập thất với các nữ mạng tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Sửu. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Tuổi Đại Kỷ, nam mạng Kỷ Dậu không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi xung khắc với mình như Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Quý Mão. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi, gặp nhiều trắc trở rủi ro, khó thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên dang dở, không được bền lâu. Gặp tuổi Đại Kỷ thì mọi chuyện phải hết sức thận trọng và giản dị. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm phải tuổi Đại Kỷ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỷ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Nam mạng Kỷ Dậu có đại hạn vào các năm 23, 26, 28, 36 và 42 tuổi. Mọi việc phải hết sức thận trọng vào những năm này vì sẽ có rất nhiều điều bất lợi xảy đến, đề phòng rủi ro, thua lỗ, hao tổn tiền của, ốm đau bệnh tật hay tai ách. Công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông, chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xung đột, bất hòa. Những dự định lớn, những việc quan trọng, bạn nên để sang các năm khác thực hiện sẽ thu được kết quả tốt hơn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì nam mạng Kỷ Dậu nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn về thành công, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 20 tuổi, chuyện tình cảm có nhiều tiến triển tốt nhưng tài vận không được hanh thông, suôn sẻ. Sang năm 21 tuổi và 22 tuổi, mọi việc đều ở mức bình thường. Đến năm 23 tuổi và 24 tuổi, công danh đạt nhiều thành tựu, gia đình yên vui, hòa thuận, vận may song hành cùng bạn vào năm 25 tuổi. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, vào những năm này, mọi chuyện đều được thuận lợi, cuộc sống sung túc, công việc trôi chảy thành công, thu về nhiều lợi nhuận. Sức khỏe ở mức bình thường, nhưng cần chú ý vào cuối năm 30 tuổi có thể bất ngờ ngã bệnh phải nằm viện. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện đều bình ổn và không có bất kỳ một biến cố nào lớn hay quan trọng xảy đến. Tài vận và công việc ở mức điều hòa, sức khỏe tốt, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, bạn có vận hạn vào thời gian này, mọi việc cần hết sức thận trọng, tránh hợp tác đầu tư lớn và xuất hành đi xa kẻo vừa hao tốn tiền của lại vừa rước vạ vào thân. Mọi việc không được suôn sẻ thuận lợi vào mùa đông, cần chú ý kẻo có kẻ bị lợi dụng. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, đây là giai đoạn hay đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Công việc kinh doanh, giao thương được hanh thông, mang lại nhiều kết quả, tài lộc dồi dào, có nhiều triển vọng. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì quãng thời gian còn lại sẽ không phải lo lắng hay suy nghĩ gì về vấn đề tiền bạc. Từ năm 46 tuổi đến năm 57 tuổi, những năm này mọi chuyện đều ở mức bình thường nhưng sẽ có nhiều việc làm bạn cảm thấy khó chịu. Đừng để những việc làm này ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Tiền tài vào những năm này không được phát đạt nhưng cũng không cần lo lắng quá rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy.
từ năm 58 tuổi đến năm 60 tuổi. Bạn có hạn nhỏ vào tháng 5 và tháng 10 của năm 58, cần chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo đau ốm liên miên, làm hao tiền tốn của. Năm 59 tuổi và 60 tuổi, mọi việc bình thường, thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống vui vầy với con cháu. Như vậy, phong thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi trọn đời năm mạng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Những chia sẻ trên đây mang tính chất chuyên nghiệp, vì vậy rằng mong quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.